ban tổ chức xin phép được bước vào chương trình của buổi lễ khai mạc cũng như là bước vào giải giao lưu bóng đá ngày hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các vận động viên, quý khán giả đến với chương trình giao lưu bóng đá nữ cán bộ quản lý huyện Ninh Giang ngày hôm nay. Và lời đầu tiên xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Chúc giải đấu chúng ta thành công, rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các vận động viên, quý khán giả thân mến, hôm nay ngày 24 tháng 10 năm 2020 được sự nhất trí của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang, phòng giáo dục và đào tạo huyện Ninh Giang tổ chức giao lưu bóng đá nữ cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Ninh Giang lần thứ nhất. Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025 và kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đồng thời phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt đang phải hứng chịu những khó khăn mất mát do thiên tai và lũ lụt. Về dự cổ vũ động viên phong trào hôm nay, rất vinh dự cho ban tổ chức được đón tiếp các vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng giới thiệu lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, có ông Nguyễn Xuân Lam, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Giang, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sự hiện diện của ông Nguyễn Thành Vạn, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng các ông bà trong Ban Thường vụ, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện báo Hải Dương, lãnh đạo các phòng, phòng văn hóa, trung tâm thể dục thể thao, đài phát thanh huyện, phòng bảo việt, chi nhánh huyện Ninh Giang, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm, các đơn vị tài trợ đã về dự động viên và cổ vũ phong trào. Xin nhiệt liệt chào mừng. Đại diện phòng giáo dục và đào tạo có ông Phạm Phú Tùng, trưởng phòng giáo dục, cùng các ông bà lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tham gia giải bóng đá hôm nay là toàn thể cán bộ quản lý các trường mầm non trong huyện, là lực lượng đông đảo cổ động viên, là giáo viên các nhà trường, nhân dân đã về tham dự và cổ vũ cho giải đấu. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thắm, trưởng ban tổ chức chương trình giao lưu bóng đá nữ cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Ninh Giang lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa ông Nguyễn Xuân Nam, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy. Kính thưa ông Nguyễn Thành Vạn, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Kính thưa quý vị đại biểu, các vận động viên, các cổ động viên và quý khán giả thân mến. Phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và phẩm chất của nữ cán bộ quản lý làm công tác giáo dục. Hôm nay, Phòng Giáo dục Đào tạo Ninh Giang tổ chức giao lưu bóng đá nữ cán bộ quản lý các trường mầm non lần thứ nhất. Đây là hoạt động thiết thực của ngành giáo dục chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng tới kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chương trình giao lưu bóng đá nữ ngày hôm nay là một sân chơi mới tạo cơ hội cho chị em được gặp gỡ, giao lưu, kết chặt tinh thần đoàn kết giữa các trường mầm non trong huyện và đồng thời cũng giúp chị em có cách nhìn nhận, quan tâm, chăm chút hơn đến việc luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe để vừa đảm đang việc nhà, vừa làm tốt công tác quản lý trường học. Trong chương trình giao lưu bóng đá hôm nay, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, ban tổ chức kêu gọi các quý vị đại biểu, các đội bóng, các cổ động viên đến từ các trường và nhân dân địa phương với tấm lòng tương thân, tương ái, tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung thân yêu đang phải chịu đựng những đau thương, mất mát trước sự tàn phá khốc liệt của thiên tai, bão lũ và cầu mong cho đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Để có được chương trình giao lưu thành công như ngày hôm nay, ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao, động viên kịp thời của lãnh đạo huyện. Cảm ơn các cơ quan, báo đài, báo gia đình xã hội, đài phát thanh huyện đã đến dự và đưa tin về giải đấu giao lưu. Cảm ơn lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc huyện, các phòng văn hóa, trung tâm thể dục thể thao, lãnh đạo xã Đồng Tâm đã đến dự cổ vũ động viên phong trào. Và ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã có những đóng góp quan trọng cho công tác tổ chức giải ngày hôm nay.
Công ty Bảo Việt Hải Dương, Công ty Thịnh Đạt, Công ty Long Khánh, Công ty Sữa Vinamilk, Công ty Nước Davila, Nước Niza, Công ty Thiết bị Phương Linh, Trung tâm Viễn thông Vinaphone ở chi nhánh Ninh Giang. Và đặc biệt là biểu dương tinh thần chuẩn bị chu đáo, luyện tập hăng say của các đội bóng và sự có mặt đông đảo của lực lượng cổ động viên đến từ các trường và nhân dân địa phương. Ban tổ chức chúc các vận động viên của 4 đội bóng đến từ 4 cụ ở 24 trường mầm non thi đấu nhiệt tình, cao thượng để có được những trận đấu hay, tràn ngập trong niềm vui và tiếng cười. Và chúc giải đấu giao lưu bóng đá nữ, cán bộ quản lý các trường mầm non của huyện Ninh Giang lần thứ nhất thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thắm, trưởng ban tổ chức và phát biểu khai mạc. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các vận động viên và khán giả thân mến, ngoài sự quan tâm đến dự cổ vũ vận động viên thì các quý vị đại biểu, khách quý cũng có những bó hoa tươi thắm để chúc mừng ban tổ chức. Và sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thành Vạn, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện cho Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang sẽ lên có bó hoa tươi thắm để chúc mừng ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông và trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thắm, phó trưởng phòng giáo dục, trưởng ban tổ chức lên nhận hoa. Xin được trân trọng kính mời. Đề nghị quý vị đại biểu, các vận động viên và các cổ động viên dành một tràng tay thân mến và lưu niệm để chúc mừng cũng như cảm ơn bó hoa tươi thắm của ông Nguyễn Thành Vạn, đại diện cho Ủy ban nhân dân huyện. Tiếp theo chương trình là phần tặng hoa cho các đội bóng về tham dự ở giao lưu giải bóng đá nữ trường mầm non huyện Ninh Giang lần thứ nhất. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Nam, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Giang, ông Nguyễn Thành Vạn, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Phạm Phú Tùng, trưởng phòng giáo dục, bà Nguyễn Thị Thắm, phó trưởng phòng giáo dục, trưởng ban tổ chức lên tặng hoa chúc mừng các đội bóng. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị quý vị đại biểu, khách quý, các vận động viên, quý khán giả, chúng ta lộ một tràng tay thân mến và lưu niệm để chúc mừng cũng như cảm ơn những bó hoa tươi thắm của ban tổ chức dành cho các đội bóng giải giao lưu ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì ngoài sự hiện diện của các quý vị đại diện cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể của huyện về dự và cổ vũ động viên thì ban tổ chức cũng nhận được sự cổ vũ động viên của rất là nhiều các nhà tài trợ và đại diện là nhà tài trợ Vinaphone. Ông Bùi Quốc Tuấn, giám đốc sẽ lên tặng hoa chúc mừng ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông và xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thắm, phó trưởng phòng giáo dục, trưởng ban tổ chức sẽ lên nhận hoa chúc mừng. Xin trân trọng kính mời. Xin quý vị đại biểu, các cổ động viên cũng như là quý khán giả, chúng ta lộ một tràng tay thân lớn để chúc mừng cũng như cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa các vận động viên, quý khán giả thân mến, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương phát động phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, trong buổi giao lưu bóng đá ngày hôm nay, ban tổ chức kêu gọi các quý vị đại biểu, các đội bóng là cổ động viên đến từ các trường, các địa phương với tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai bão lũ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Đầu tiên, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Nam, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ông Nguyễn Thành Vạn, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ lên ủng hộ. Xin được trân trọng kính mời. Tiếp theo, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý cùng với ban tổ chức, cùng với đại diện của phòng giáo dục và đào tạo, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí chuyên viên cùng với sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý về tham dự giải sẽ lên ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt. Xin được trân trọng kính mời. Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đội bóng chúng ta sẽ lên ủng hộ đồng bào miền Trung thiệt hại do thiên tai lũ lụt.
Chúng ta đang được chứng kiến một cử chỉ rất là cao đẹp, rất là ý nghĩa của giải bóng đá giao lưu cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Ninh Giang lần thứ nhất, với sự ủng hộ, với tấm lòng tương thân tương ái ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt vượt qua khó khăn. Ta đang được chứng kiến các quý vị đại biểu khách quý cũng như là các đội bóng về tham dự chương trình giao lưu ngày hôm nay có những phần quà để ủng hộ cho đồng bào miền Trung lũ lụt. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu khách quý, cảm ơn các đội bóng. Và ngày hôm nay với 4 đội bóng đại diện cho 4 cụm, nhưng là sự hiện diện và tham gia của 24 trường mầm non trong toàn huyện. Và sau đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lực lượng trọng tài, lực lượng các đồng chí là giáo viên, cán bộ, nhân viên của 24 nhà trường, cùng với quý vị khán giả là nhân dân trong huyện và nhân dân trong xã Đồng Tâm về dự tham dự cổ vũ cho giải, sẽ lên để tiến hành ủng hộ quyên góp cho đồng bào miền Trung bão lũ. Xin được trân trọng kính mời các lực lượng trọng tài, lực lượng cổ động viên, các đồng chí giáo viên, nhân viên của các nhà trường cũng như là cổ động viên là nhân dân trong toàn huyện toàn xã đã về dự cổ vũ động viên cho giải đấu, sẽ lên ủng hộ quyên góp cho đồng bào miền Trung lũ lụt. Cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn tấm lòng tình cảm của các quý vị đại biểu khách quý, các vận động viên, cổ động viên và nhân dân đã dành ủng hộ cho đồng bào miền Trung ruột thịt của chúng ta, và đề nghị quý vị tiếp tục ủng hộ lên phần quyên góp sẽ vẫn diễn ra trong suốt quá trình tổ chức giải đấu. Kính mong các cổ động viên, nhân dân tham gia ủng hộ có thể thực hiện việc ủng hộ ở khu vực lối vào sân vận động. Ban tổ chức sẽ để hòm quyên góp ủng hộ ở đó và tiếp tục nhận sự ủng hộ của quý vị. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả sẽ đón xem các trận đấu hấp dẫn trong khuôn khổ giải bóng đá nữ cán bộ quản lý mầm non huyện Ninh Giang lần thứ nhất. Và trận đấu mở màn sẽ là cuộc gặp gỡ trận siêu kinh điển giữa hai đội tuyển cụm 3 gặp cụm 4. Xin mời hai đội và trọng tài vào sân khởi động và tiến hành làm thủ tục thi đấu. Xin mời quý vị khán giả và các cổ động viên, chúng ta sẽ chuẩn bị các phương tiện để cổ vũ sức nhất, nhiệt tình nhất cho giải đấu. Yeah.
7 lúc này là trận đấu đầu tiên ta đã chính thức bắt đầu. Và xin mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả chúng ta sẽ trở về sân với một lực lượng ngày một đông đảo hơn để cổ vũ cho hai đội tuyển. Để tiện cho quý vị đến sân tiện theo dõi, xin hãy cảm ơn đối tượng của mình đã xem của áo trắng và quần sẫm màu. Các cầu thủ vùng ba ra sân với trang phục áo xanh, quần xanh và thi đấu bên phía tay trái khán đài. Các cầu thủ vùng ba đã được hưởng pha đá phạt góc đầu tiên. Tuy nhiên thì yêu cầu các cầu thủ là chúng ta đấy đứng cách xa quả đá phạt 5m, đứng gần như vậy thì rất là khó sút và cũng sai. Thank you.
bởi vì đây là pha bắt bóng sai. Tuy nhiên thì có thể là trọng tài sẽ nhắc nhở và đang hướng dẫn các cầu thủ. Như vậy là trong ngày này thi đấu thì cũng có nói là nếu như mà trong thời gian tiếp thì trọng tài sẽ nhắc nhở và nếu như vi phạm lần sau thì sẽ phạt phạt. Nên là trọng tài đã rất nghiêm tay trong tình huống vừa rồi. Bóng rất căng, cầu thủ số 15 chờ mãi đã giờ mới được sút phát và chị đã tung ra hết sức lực của mình có thể để phá bóng ra ngoài đường biên. Rất khỏe phải nói là các nhân viên cán bộ quản lý chúng ta anh để đâu rồi dám vào bây giờ này. Thank you.
ra rất là sinh động. Và cứ bóng ở đâu là chị em sinh hoạt ở đó, rất đông, rất phong trào. Và nói là chị em rất khỏe, cứ chạy từ đầu sân đến cuối sân, chạy đi chạy về. Nếu chẳng không đã làm thì tôi cũng làm, cũng đủ sức mà chạy như vậy. Bên ngoài quản lý rất là giỏi trong rất là nhiều các phong trào, thì ngày nay chị em cũng thể hiện rằng là mình cũng rất là yêu thể thao và cũng đủ sức khỏe, rất là bền bỉ. Nào tiếp quạng, cá bóng quạng.
đẹp. Bye.
của thủ môn. Theo người ơi, người ơi. Người ơi, người ơi, người ơi. Phá bóng ra ngoài. Về đây. Đi chơi tiếp đi. Không cần phải làm việc. Tay người nhà đây người ơi. Chắc chắn là sẽ có bàn thắng. Người ơi. Sút vào còn khó hơn là sút ra. Nhưng mà các cầu thủ. Thắng người được, thắng người được. Theo người, theo người. Người giải rất khó rồi. Quyền chỉ có giải đấu ngày hôm nay có thôi, không ở đâu có cả. Rất hay một pha đỡ bóng bằng ngực của chị cầu thủ số 16 mà bóng lẩy ra rất vừa tầm. Goal! Ba thủ môn của các cầu thủ cụm 4 cũng rất xuất sắc. Các cầu thủ cụm 4 có cơ hội. 4-2, 4-2, và xin bằng tất cả. Và đây thủ môn, tuyệt vời. Sau khi cứ bắt được bóng thì thủ môn của cụm 3 lại chào khán giả. Và chị quan sát rất là kỹ trên sân em chỗ nào có thể chuyền bóng. Rất là tuyệt vời. Vừa rồi thì một pha sút bóng ra ngoài, nhưng cũng phải nói là một tình. Vâng ạ, ở ngoài thì quý vị có một phần bình luận là vừa rồi là đã có hai bóng dập vào nhau, nhưng mà tuy nhiên thì bóng cũng đã đi hết đường biên. Cùng một quyền đá góc nổ máy. Một pha chọn vị trí rất đích đắc của thủ môn của các cầu thủ ba, và có lẽ rằng là đây sẽ là thủ môn rất là xuất sắc của giải đấu, thủ môn số 1 của cầu thủ Vũ Thị Lực của Văn Hội. Không phải nói là ngoài sự nhiệt tình trong công tác với sự quản lý cũng như là góp phần vào các cái phong trào trong sự nghiệp giáo dục mầm non của huyện nhà, thì các chị em trong lực lượng quản lý rất là trẻ, rất đồng nhiệt huyết của các trường mầm non huyện Ninh Giang đang tham gia
phong trào cũng tham gia giải đấu với một tinh thần quyết tâm. Alo. Các cầu thủ cụm ba đá phạt và đá phạt rất căng. Bóng đã đi vào vai của cầu thủ số 11 đến cụm 4. Rất hay, chúng ta đang được chứng kiến những pha bóng đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Và phải nói là hiệp 2 này các cầu thủ đã thi đấu tiến bộ chóng mặt. Trong hiệp 1 thì các chị thi đấu với một cái chiến thuật rất là tông, nhưng hiệp 2 thì đã biết chuyền bóng và có nhiều cơ hội hơn. Dòng bóng xuống biên rồi chuyền bóng vào, cũng như là những đường vất bóng dài lên trên để tổ chức phản công. Rồi. Vừa rồi là một pha dứt điểm tiếp theo về phía cầu môn của các cầu thủ cụm 4. Bóng đi ra ngoài và cầu thủ cụm 3 được quyền phát bóng lên. Vâng, thủ môn của cụm 3 rất bình tĩnh. Đội mình đang bị dẫn trước 1-0 nhưng cứ như là mình đang được dẫn trước. Bởi vì bóng đá nữ và với một sân thi đấu rất là rộng, ban tổ chức thống nhất với các đội sẽ thi đấu trong 15 phút để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. Lúc này thì các cầu thủ của cán bộ quản lý cụm 4 cũng vẫn đang kiểm soát được nhiều bóng hơn trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng khoảng 51%, nhiều hơn cụm 3 1%. Cầu thủ số 5, vâng ạ, dáng rất là cao, rất là đẹp, sút bóng rất là căng. Rồi, rút đi. Rất tiếc là vừa rồi cầu thủ số 11 và cầu thủ số 13, vâng, hai chị đều muốn ghi tên của mình lên bảng tỷ số. Vâng. Và hai chị đã trách nhau trong pha sút vừa rồi. Bàn hậu vệ số 15 rất xuất sắc, một pha vị trí cũng như một phá bóng rất dứt khoát. Vâng. Lúc này các cầu thủ cụm 3 đang khẩn trương hơn trong các tình huống của mình, đang chạy đua với thời gian để tìm bàn thắng gỡ hòa. Một pha đá phạt góc, một cơ hội rất rõ ràng. Và các cầu thủ cụm 3 ngày hôm nay cũng có rất nhiều huấn luyện viên đang chỉ đạo. Vâng. Vâng, là chú Đạt là phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo cũng có những pha chỉ đạo rằng đá phía trong truyền cho cầu thủ này rất là hay. Tuy nhiên thì mình hướng dẫn một phần thôi, nhưng mà các cầu thủ sẽ đá theo ý thích của các cầu thủ. Rồi. Thủ môn đã bắt bóng rồi. Phải nói thủ môn của cụm 4 cũng không phải dạng vừa đâu ạ. Các cầu thủ cụm 4 là các cơ hội. 4-2, chuyền đi. Một pha đưa bóng xuống biên giới hơi sâu. Hơi sâu và thủ như thường lệ. Vâng ạ, như thường lệ. Các pha bắt bóng ở trường. Mỗi khi chị bắt được quả bóng thì chị cảm thấy rất là hào hứng. Các cầu thủ cụm 3 có cơ hội. Chuyền vào đi. Chuyền bóng. Đường số 18 có bóng rồi. Bóng đã chạm chân cầu thủ áo trắng, đi hết đường biên ngang. Các cầu thủ của cụm 3 tiếp tục được hưởng quả đá phạt góc thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay. Và quả đá phạt góc này thì chú Đạt đã chỉ đạo với chiến thuật khác rồi. Bây giờ treo bổng lên đánh đầu cho máu đi ạ. Không chuyền nữa. Vâng, cũng hết cỡ cũng không bổng được. Bóng đã đập vào người cầu thủ cụm 3 đi hết đường biên. Và các cầu thủ của cụm 4 được quyền phạt chuyền bóng cho cụm 3. Lúc đầu trận đấu là chạy với tốc độ khoảng 50 km/h, nhưng mà lúc này thì chạy với tốc độ chỉ còn khoảng độ 1 km/h thôi, chạy như đi bộ luôn. Rồi, cầu thủ ba làm gì đây? Vẫn còn, xuống đi, xuống. Vâng. Tung hết lực để sút nhưng bóng cũng chỉ đi được khoảng 1. Đó là chị em chạy theo quả bóng rất là đông.
rất là sát với cột dọc. Tuy nhiên thủ môn đã kịp thời đổ người và đánh được bóng trong tình huống vừa rồi, và đó là xuất sắc mới có thể cảm giác được trong tình huống vừa rồi. Trong tình huống vừa rồi, kể cả nhiều thủ môn là nam giới cũng chưa chắc đã đẩy được bóng với tầm nhìn. Vâng. Chạm tay lại cười. Khi chạm tay thì rất vui đúng không ạ? Đấy, tiếp tục chạm tay đi. Nhưng mà lúc này là thời gian thi đấu của trận đấu đã kết thúc. Và chúc mừng các cầu thủ lưỡng quản lý phần tâm của cuộc đấu ngày hôm nay. Và xin mời hai đội sẽ dành cho nhau những chiếc bắt tay. Bắt tay cắt lây. Vâng ạ. Ngày hôm nay thì như chú Nguyễn Thành Vạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Tân Huyện đã chúc mừng là tất cả các đội ngày hôm nay về tham dự. Dù kết quả như thế nào, chúng ta đều là những người giành chiến thắng. Chúng ta đều là những người giành chiến thắng. Bởi vì chúng ta đã có một hoạt động giao lưu rất là bổ ích và có một hoạt động hướng về miền Trung rất là ý nghĩa. Và tất cả các đội bóng ngày hôm nay dù kết quả như nào, chúng ta đều là những người giành chiến thắng. Và chúc mừng hai đội tuyển của cúp 4 và cúp 3 đã hoàn thành trận siêu kinh điển đầu tiên. Và kết quả là 1-0 nghiêng về các cầu thủ nữ cán bộ quản lý của cúp 4 với vô số cơ hội, hàng tá cơ hội, nhưng các chị một bàn thắng, tỷ số 1-0. Và sau trận đấu này thì các cầu thủ cúp 4 sẽ nghỉ ngơi và sẽ tiến hành thi đấu trận chung kết. Vâng, và trận đấu thứ hai trong buổi sáng hôm nay diễn ra giữa nữ cán bộ quản lý cúp 1 và nữ cán bộ quản lý cúp 2 sẽ được tường thuật trực tiếp trên hệ thống livestream tại Facebook với khoảng độ 100 máy điện thoại livestream và với hàng vạn lượt xem. Vâng, rất đẹp, của đội rất đẹp, một tháng nay tăng lên tăng lên tiền khẩu chính nhiều tất cả thành cho ai chơi kìa. Đến các bộ quản lý cùng một và đến các bộ quản lý cùng hai. Lúc này thì hai trọng tài của tôi, trọng tài Hà Trung và trọng tài Đình Dũng, hai trọng tài cấp quốc gia đang làm những thủ tục để thay đổi thi đấu. Một trận đấu rất chuyên nghiệp, rất giống với những trận đấu trong giải V-League cũng như là những trận đấu thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và nó giống với không khí của đội tuyển quốc gia hơn, bởi vì với một lượng khán giả rất là đông, với những pa lô áp phích của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta đã chuẩn bị để chúc mừng cho hai đội tuyển đang bắt vào và hai đội tuyển đang dành cho nhau những chiếc bắt tay để kết nối tinh thần đoàn kết, tinh thần đoàn kết, tinh thần fair play của thể thao. Vâng, phải nói là cúp 1 ngày hôm nay đội chủ nhà, đúng là đội chủ nhà, rất là đông, rất là chuyên nghiệp, những màn cổ vũ được chuẩn bị từ cách đây một ngày trước rồi. Bởi vì nhảy múa là sở trường của các chị. Rất sôi động, rất sôi động. Phần cổ vũ của cúp 1 ngày hôm nay góp phần cho khối lượng tin dành cho các cầu thủ tăng lên rất là nhiều, với khoảng độ 1.000 khán giả đang theo dõi trực tiếp trên sân và khoảng 10.000 khán giả đang theo dõi trên các hệ thống livestream của Facebook. Các cầu thủ cúp 2 ngày hôm nay ra quân với trang phục áo vàng, quần đen. Các cầu thủ của cúp 1 ra quân với trang phục màu áo đỏ, quần đen, màu áo truyền thống của câu lạc bộ Manchester United. Vâng, trọng tài kích quả rồi nhưng mà chị em bổ từ từ đã. Rồi bây giờ mới đá. Quay thì quay những việc quyết định rất hay, một pha chuyền bóng, một pha chuyền bóng rất đẹp. Tuy nhiên thì cầu thủ số 13 đã có một pha sút bóng hụt. Vâng, các cầu thủ cúp 2 ngày hôm nay ra quân với lực lượng trẻ trung hơn rất nhiều. Các cầu thủ cúp 3 đang bố trí đội hình của mình với một cự ly khoảng cách rất là hợp lý, không xuống xít vào như hai đội vừa rồi. Ba phản công đầu tiên của cầu thủ cúp 1.
rất tuyệt vời. Ngay ở pha dứt điểm đầu tiên, các cầu thủ của Cụ Môn đã có được bàn thắng 1-0 cho các cầu thủ Cụ Môn. Có lẽ rằng với bàn thắng vừa rồi chỉ là tay lắm với cầu thủ vùng 2 thôi. Vùng 2 vẫn đang rất là được khí thế, quá tươi thôi. Cầu thủ số 13 rất khỏe. Cầu thủ số 6 vừa rồi đã có một pha dứt điểm, tuy nhiên thì pha dứt điểm vừa rồi đã đi vào khán giả. Vâng, coi hai đội này đã rút kinh nghiệm từ trận thi đấu đầu tiên nên hai đội phân bố đội hình rất là vừa phải thôi. Cầu thủ là ở vị trí đảm nhận chân sân và không xuống xít vào pha bóng. Cầu thủ số 5 quang người thôi. Rồi, có bàn nhân cầu thôi. Quang cầu thủ số 9, hậu vệ số 9 đã kịp thời can thiệp vào pha bóng vừa rồi và đã pha bóng đi hết đường biên. Một pha đá phạt góc đầu tiên dành cho các cầu thủ cụm 2. Đây sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ cụm 2 tìm kiếm bàn thắng cơ bản. Bóng đã đi ra ngoài. Các cầu thủ của cụm 1 sẽ thực hiện pha đá biên. Rất khỏe. Vâng, bóng đá nữ cán bộ quản lý thì lần đầu tiên được tổ chức thôi. Nhưng mà bóng đá nữ của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta thì đã thi đấu rất là chuyên nghiệp trên trường quốc tế. Và lên bóng đá, một pha phạm lỗi rồi. Một pha ngã rất mạnh, tuy nhiên thì cũng không đau lắm. Bởi vì là game thôi. Pha đá phạt của cầu thủ số 10. Các cầu thủ cùng một lúc này đang dẫn trước 1-0 nên rất bình tĩnh. Pha đá phạt rất căng và cầu thủ số 5 vừa rồi chỉ đã thi đấu như một thủ môn. Tuy nhiên thì mình không phải là thủ môn nên mình chơi bằng chân thôi. Chống cái đấy. Một pha đá cách cầu môn khoảng chừng 10 mét. Và đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ cụm một cách biệt. Vâng, cái chân mình không đá được vì cái tay mình bổ. Thậm chí là bổ bằng tay, phải bổ mấy phát thì mới được phạt bay. Bóng bằng tay rồi. Vâng, các cầu thủ của cụm 2 lúc này liên tục là pha để bóng chạm tay. Và các cầu thủ của cụm 1 tiếp tục được hưởng pha đá phạt thứ 3 liên tiếp. Vâng, các cầu thủ chúng ta ngày hôm nay rất là trẻ trung, đặc biệt là với một thể hình cũng không kém gì các cầu thủ của đội tuyển nữ quốc gia đâu ạ. Cầu thủ Tuyết Dung là cầu thủ rất là nổi tiếng của đội bóng đá nữ Việt Nam, cũng chỉ cao
cao có 1m55 thôi. Nhưng mà lúc này thì Tuyết Dung đã được thi đấu tại nước ngoài. Gần như là các cầu thủ cụm hai cũng vẫn đang thi đấu là mạnh ai người đấy đá. Rất quyết liệt ở những tình huống đầu tiên của trận đấu thì các cầu thủ còn thăm dò, và bây giờ thì trận đấu đã nóng lên rất nhiều với liên tục là những pha tranh chấp quyết liệt của hai đội. Một quả bóng rất hài hước, huấn luyện viên chỉ đạo quay ra đá huấn luyện viên luôn. Một pha lừa bóng, thầy còn phải đứng nghĩ một lúc. Nghĩ rất lâu nhưng mà đá thì để cho đối phương. Cầu thủ số 3 rất bình tĩnh, đưa bóng vẫn off. Xuất bóng. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ của cung 1. Các cầu thủ áo đỏ vẫn đang có bóng. Các cầu thủ của cung chạy ngay lên chân ơi. Bắt tay. Bắt tay. Cầu thủ số 10. Thôi, 4 bóng chạm nhau rồi. Bóng đã đi ra ngoài đường biên dọc. Và đỡ bóng che chắn, rất hay. Chuyền bóng. Làm gì đây? Chỉ cứ đứng quanh một lúc thì sẽ ngay lập tức sẽ có mấy chị đưa về chăm sóc này. Có thể nói là đội bóng cụm 1 và cụm 2 ngày hôm nay đang thi đấu rất là đều trên sân với các vị trí. Theo kèm rất là hợp lý. Cầu thủ số 9 hiện đang biên đặt biên vào trong rất hay. Cầu thủ số 5 rất là sông sáo, rất là khó qua được hậu vệ, rất là cao và xinh gái của các cầu thủ cùng hai. Cầu thủ Hà Nát tiếp tục thực hiện quả đá biên. Và chuyền bóng và dứt điểm và rất là cơ bản. Vẫn qua. Các cầu thủ của cụm 1 đang thi đấu có phần rất là lấn lướt. Rất hay. Và đi bóng và lừa bóng. Rất kỹ thuật. Bóng ra chạm tay của chưa chạm nhưng mà trọng tài vừa chạm thôi thì vâng, cầu thủ số 9 nó nói là bóng chạm tay mỗi tí thôi. Cầu thủ số 5 thực hiện pha sút bóng. Các cầu thủ phòng ngự của cụm 1 vẫn đang rất là đứng vững trước những pha phản công của cụm 2. Quý vị quan sát là trung vệ của cụm 1 rất là cao. Có lẽ rằng là với chiều cao của chị không kém thì những
trung vệ hàng đầu của các đội tuyển nữ chuyên nghiệp đó ạ. Một chị hậu vệ của cung 1 rất là cao. Vâng ạ. Trong trận đấu đầu tiên chúng ta được ấn tượng với thủ môn của cung 3. À, đây là theo dõi thủ môn của cung 1. Lúc nào cũng đứng trong tư thế bắt bóng là rất chuyên nghiệp, đeo găng tay băng chân. Và điều tuyệt vời nữa là hai lá cờ Việt Nam ở bên hai má. Rất là xinh, một hình ảnh rất đẹp trong giải đấu ngày hôm nay. Có bóng, một pha đi bóng rất kỹ luôn, pha lừa bóng, phải nói là một pha lừa bóng rất có năng khiếu. Có lẽ là mấy chị hàng ác mà không theo ngạch mầm non thì có lẽ là bây giờ cũng là một cầu thủ quốc gia rồi. Đội thủ Phan Trung bóng có bóng, bóng rất cao, quá đội thủ luôn. Mặc dù rất là khuất tầm nhìn nhưng mà thủ môn đã kịp thời ngồi xuống không cho bóng trôi qua. Chị bắt được bóng rồi thì chị có thể phát bóng lên bằng chân. Rồi, rút bóng đi. Bóng vào của Hoa đội thủ môn, tiếp tục là một pha xử lý xuất sắc của thủ môn cùng một. Vừa rồi liên tiếp là những cơ hội đối mặt với thủ môn dành cho các cầu thủ tiền đạo của cung 2. Nhưng mà rất tiếc là cầu thủ của cung 2 vẫn chưa đem lại được niềm vui cho các cầu thủ viên của mình. Rất mong bóng một bàn thắng gỡ hòa. Rất hay, các cầu thủ cung 3 đang chuyển khai bóng ở phía bên cánh trái. Dành cho các cầu thủ cung 3, nhưng mà vừa rồi thì bóng đã làm gọn trong tay của thủ môn cung 2. Các cầu thủ cung 1 đang thi đấu rất lấn lướt, bàn đánh ngay rất nguy hiểm. Như vậy là trọng tài đã xác định bóng đá chạm tay của một cầu thủ và đó là chạm tay cầu thủ của cung 1. Các cầu thủ cung 2 được quyền đá lên. Cầu thủ số 10 đang có bóng, rất hay, qua đi bóng, qua hai cầu thủ, đang dưới đây. Cầu thủ hậu vệ của cung 1 đã phá bóng, đi hết đường biên ngang. Các cầu thủ cung 2 được quyền đá góc bên phía cánh trái. Vâng, quả phạt góc này sẽ là một cơ hội thực sự cho các cầu thủ cung 2. Một pha đá phạt góc bên phía cánh trái. Một pha đá rất căng ở bên trong. Cú đá. Trọng tài xác định là bóng đã đi hết đường biên ngang trước khi thủ môn bắt bóng. Và các cầu thủ của cung 2 tiếp tục được pha đá phạt góc tiếp theo. Trọng tài cố lên. Vâng, phải nói là trọng tài bắt được trận đấu ngày nay rất mất tập trung. Vâng, phải là cử những trọng tài có độ tập trung cao nhất để bắt những trận đấu này. Trọng tài cố lên. Vâng.
Vâng, chúng ta đang được theo dõi những trái bóng chân thật. Những trái bóng đang được cầu thủ của hai đội, nữ cán bộ quản lý cục 1 và nữ cán bộ quản lý cục 2 đang thi đấu và cống hiến cho quý vị những pha bóng chuyên nghiệp hơn rất là nhiều, với những pha chuyền bóng, với những pha đi bóng chứa đựng kỹ thuật và kỹ năng trong đó. Đối với những giải đấu như thế này tổ chức thường niên thì có lẽ là những chị em có năng khiếu và sẽ được tham gia nhiều những hoạt động thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, để góp phần tạo nên sự gắn kết như là đoàn kết giao lưu giữa các trường mầm non trong huyện, góp phần cho công tác quản lý cũng như công tác giảng dạy sẽ diễn ra được đồng bộ và tốt hơn. Như vậy đúng này thì trọng tài đã đổi còi kết thúc thời gian thi đấu hiệp 1 trận đấu giữa nữ cán bộ quản lý cụ 1 và nữ cán bộ quản lý cụ 2. Khép lại hiệp 1 của trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ nữ cán bộ quản lý cụ 1 đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 1-0. Và hai đội chúng ta sẽ rời sân tạm nghỉ trong ít phút. Và sau đây thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ không rời mắt khỏi màn hình cũng như không rời khỏi sân vận động, sẽ chờ đợi khoảng chừng 10 phút để đón xem hiệp 2 trận đấu rất là hấp dẫn giữa hai đội tuyển nữ cán bộ quản lý cụm 1 và nữ cán bộ quản lý cụm 2. Vào và quý vị khán giả, quý vị đại biểu, chúng ta sẽ tiếp tục dành những phần quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Và ban tổ chức cũng xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của quý vị đại biểu cũng như là các cổ động viên đã về tham dự cổ vũ cho giải đấu và ủng hộ cho miền Trung ruột thịt của chúng ta ngày hôm nay. Và sau đây thì trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả, cổ động viên, chúng ta tiếp tục trở lại với sân vận động nhân tạo Đồng Tâm ngày hôm nay để đón xem hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển nữ cán bộ quản lý cụm 1 và nữ cán bộ quản lý cụm 2. Và hiệp 2 của trận đấu đã chính thức bắt đầu. Ngay lập tức vào hiệp 2 của trận đấu thì các cầu thủ nữ cán bộ của quản lý của cụm 2 đã dồn lên tấn công, muốn tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và hiệp 1 của trận đấu, các cầu thủ của cụm 1 đã tạm thời dẫn trước là 1-0. Và hiệp 2 này thì đương nhiên là các cầu thủ của cụm 2 sẽ thi đấu tấn công mạnh mẽ hơn để tìm kiếm bàn thắng sát bằng tỷ số. Và ngay những giây đầu tiên của hiệp 2, chúng ta đã được chứng kiến đội của cụm 2 đã dồn lên với liên tiếp là những cơ hội. Tuy nhiên thì trước một dừng chân của những cái bóng áo đỏ thì các cầu thủ cụm 2 đã chưa có được pha dứt điểm đi về phía cầu môn của thủ môn cụm 1. Và chúng ta cũng phải biết rằng là trong đội hình của hai đội đội Mano thủ môn của cụm 2 vừa rồi đã xuất sắc ra vào rất hợp lý. Nếu tình huống vừa rồi thủ môn của các cầu thủ cụm 2 mà ra chậm với chúng tôi thì có lẽ là bàn thắng sẽ lại đến với cụm 1. Rất an ý, rất bình tĩnh. Làm gì đây? Chuyền bóng. Rồi. Cầu thủ số 5 đang đi bóng rất hay. Vẫn quả, chút bóng. Cầu thủ Tuyết Trung. Tuyết Trung vừa đã còn pha dứt điểm, tuy nhiên bóng không qua được chân cửa hậu vệ. Đó rồi. Trung vệ số 10 rất là cao và xinh gái. Tiếp các cầu thủ của cụm 2 với trang phục áo vàng quần đen đang bị dẫn trước với tỷ số là 0-1 và họ đang dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ. Đấy là các
chị em cán bộ quản lý chúng ta rất là nhiệt tình trong công việc và trong thể thao thì cũng thi đấu rất là nhiệt tình và đặc biệt là sức khỏe. Làm đi đây, cầu xuống đây. Đến đây. Qua được không? Qua rồi. Rồi. Xuống đi. Cứ xuống đi. Cứ xuống bờ đi. Bảo xuống đi rồi. Xuống thì cứ không xuống. Các cầu thủ của quân 1 được đá biên. Có lẽ là ngoài hoạt động bóng đá thì các bộ quản lý cũng rất nhiều người đam mê rèn luyện thể dục thể thao, có thể là không chơi bóng đá nhưng mà các chị em có thể là chơi nhảy dây, chơi cầu lông, chơi bóng chuyền hơi, nên là các chị em cán bộ quản lý chúng ta có một cái thể hình cũng rất là đẹp, những đôi chân rất là chắc chắn và số đo 3 vòng là rõ ràng. Một cơ hội rất là rõ ràng trước cầu môn của các cầu thủ cụm 2 nhưng cầu thủ số 4 vừa rồi đã sút hụt. Một pha bỏ lỡ rất là đáng tiếc. Cầu thủ số 4 chuyền bóng cầu thủ số 6 nhưng mà cầu thủ số 6 thì cũng không theo kịp. Cầu thủ số 2 theo kịp nhưng mà bóng lại điên mất rồi. Mặc dù đang bị dẫn trước với tỷ số 0-1 nhưng mà các khán giả, các cổ động viên của quân 2 vẫn đang cổ vũ với một tinh thần không ngừng nghỉ. Không cần biết tỷ số là bao nhiêu, việc của chúng tôi đến đây là đem sự sôi động, sự cổ vũ nhiệt tình, cổ vũ cho tất cả các đội. Dù kết quả thế nào thì những đội tham dự ngày hôm nay đều là những đội chiến thắng. Rất sôi động, vừa cổ vũ vừa chỉ đạo. Cầu thủ số 7 chuyền bóng xuống phía dưới. Trái bóng rất hào hứng. Vâng. Cầu thủ Tuyết Dung xuống bóng. Tuyết Dung một pha xuống bóng từ giữa sân. Cầu thủ số 13 làm gì đây? Chuyền bóng cho cầu thủ đối phương. Mặc dù cầu thủ của mình đứng ngay bên cạnh nhưng mà mình không chuyền. Bóng vẫn còn trong sân. Chấp tay đôi sức khỏe, cầu thủ của quân 1 sức khỏe. Một pha bóng rất chuyên nghiệp. Một pha tỉ đẹp hợp lý, cầu thủ số 2 làm gì đây? Chậm quá, chậm quá. Xoay sở rất là lâu. Vâng, tập này thì không cần cố cũng lên. Không cố cũng lên. Cứ lên hết là có bóng. Cái pha sút bóng rất mạnh. Tôi không nghĩ rằng là cầu thủ nữ lại có thể là treo bóng rất mạnh được vài góc bàn như vậy. Như vậy là cầu thủ số 10 đã bị cuốn vào trong sự chạy của các cầu thủ và đã ngã ra một số áp lực.
Vâng, trong sân và đặc biệt những trận bóng đá lớn như này thì các cầu thủ thường tạo thành một tập thể từ 10 đến 15 cầu thủ sẽ chạy cùng một loạt. Nên cầu thủ nào mà không tránh được là sẽ bị ngã. Và có ngã ra thì không biết là ai va vào mình. Cầu thủ số 2 đang có bóng. Cầu thủ 3 là cầu thủ số 9. Hai cầu thủ số 2 và số 9 của cụ 1. Cầu thủ và cầu thủ hàng á, rất khỏe. Vâng, lúc này thì thời trang đang ủng hộ cho các cầu thủ của cụm 1 và các cầu thủ cụm 2 cần phải khẩn trương. Và các cổ động viên ở ngoài thì sau khi cổ động viên thì bây giờ đã chuyển sang chỉ đạo rồi. Yêu cầu là các cầu thủ của cụm 2 là cắm thật nhiều ở phía trên. Không biết là cắm cái gì nhưng mà cứ cắm thật nhiều ở phía trên. Rất hay. Các cầu thủ của cụm 2 đã vượt qua được dừng chân của các bóng rồi. Ôi! Rồi đã thực hiện pha sút bóng nhưng mà chỉ cứ sút thôi mà không biết là sút vào cái gì, không sút được vào bóng như tình huống vừa rồi. Thì nếu vừa rồi cầu thủ số 13 mà sút trúng bóng thì có lẽ rằng sẽ có bàn thắng gỡ hòa cho cầu thủ cộng 2. Vâng, cầu thủ thủ môn lấy đà rất mạnh nhưng ném bóng rất kẽ. Cầu thủ số 5 mặc dù là thấp thôi nhưng mà thì rất khỏe. Vâng, chuyền bóng cho đồng đội xong thì tiếp tục tấn công. Khi chuyền bóng xong không cần quan tâm là đồng đội làm gì, chạy về. Tiếp tục là một pha đá biên cho cầu thủ cụm 1, cầu thủ số 4 của cụm 1, cầu thủ Phạm Thị Phương, hiệu phó của trường mầm non Đồng Tâm. Và những pha cho bóng vào rất khỏe, những pha đá bóng ở bên trong. Tuy nhiên thì cũng rất khó qua được cái đôi chân rất là chắc chắn của cầu thủ số 5, cầu thủ Tiến Dung. Lực lượng cổ động viên ở ngoài như muốn cuốn theo pha bóng của cầu thủ cụm 2. Nếu mà trong luật bóng đá mà cho phép cổ động viên vào sân đá bóng thì có lẽ rằng là cụm 2 là sẽ cổ động viên của cụm 2 là muốn vào sân và muốn cháy cùng trái bóng luôn. Vâng, pha tranh chấp và một rất hay. Vâng, một pha đâm tác giả đi bóng nhưng tuy nhiên rất tiếc là bóng đã đi hết đường biên dọc. Các cầu thủ cụm 1 được đá biên. Vâng, ngày hôm nay thì ngoài các cổ động viên là các đồng chí lãnh đạo của huyện nhà, các đồng chí lãnh đạo của phòng giáo dục như là các đơn vị tài trợ thì một lực lượng cổ động viên rất đông, đó chính là các anh chị em giáo viên, nhân viên là đồng nghiệp của các cầu thủ đang thi đấu. Cơ hội 2-1, chiến bóng rất hay. Đây là pha và đá không chính xác. Rất là đông thì ngày hôm nay
cũng rất là nhiều những đấng mày râu và là chồng của các cầu thủ cũng như là con của các cầu thủ cũng đến cổ vũ cho mẹ ngày hôm nay thi đấu. Cầu thủ số 13 có bóng rồi. Vẫn còn làm gì đây? Chuyền đi. 13 sút. Một cơ hội rất rõ ràng dành cho các cầu thủ cụm 2. Tuy nhiên thì các cầu thủ tiền đạo phía trên vẫn chưa tận dụng được. Vâng, các cầu thủ và đặc biệt là khán giả cổ động viên của cụm 2 lúc này đang rất mong ngóng một bàn thắng. Một bàn thắng lúc này có lẽ là sẽ quý hơn vàng. Một pha bóng rất căng với dòng cối. Làm gì đây? Như vậy là bóng đã làm gọn trong tay của thủ môn cụm 1. Vâng ạ, thủ môn sau khi bắt được bóng thì rất là bình tĩnh. Bây giờ của mình rồi, làm gì đây là việc của mình. Rất bình tĩnh. Lấy đà rất đẹp, nhưng lại ném rất kẽ. Rất hay, cầu thủ hậu vệ của cụm 2 đã phá bóng ngay trước mặt tiền đạo của cụm 1. Bóng như này không xuống được. Rồi, 2-1, làm gì? Yeah. Xuống đi, xuống. Bóng đã đập một dòng. Như vậy trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên và các cầu thủ của cụm 1 được quyền đá góc. Như vậy là đội cụm 2 và đội cụm 1 ta sẽ tạm thời hội ý. Là hội ý và rất chuyên nghiệp. Đá đúng luật bóng đá mini chúng ta được hội ý một lần trong một hiệp. Và mỗi lần hội ý là kéo dài khoảng từ 60 giây đến 1 phút. Vâng, ngày hôm nay thì không cần biết là kết quả như thế nào, nhưng mà tất cả các đội bóng, các cầu thủ vào sân thi đấu đã là những người hùng, đã là những người hùng trong lòng cổ động viên, đã là những người giành chiến thắng và đã mang lại những giây phút giao lưu rất ý nghĩa đoàn kết và mang lại những cử chỉ hành động rất là đẹp hướng về miền Trung yêu dấu của chúng ta. Những hoạt động thể thao, hoạt động văn hóa văn nghệ đang được diễn ra ở trên khắp miền Bắc của chúng ta để hưởng ứng cũng như ủng hộ miền Trung yêu dấu vượt qua khó khăn trong bão lũ. Và ngày hôm nay giải đấu chúng ta thì ngoài tinh thần giao lưu đoàn kết giữa các trường cũng như là những hoạt động rèn luyện thể thao thì cũng mang lại một điều rất ý nghĩa xúc động, đó chính là những hoạt động hướng về miền Trung. Và thời gian hội ý của hai hiệp đấu đã kết thúc. Xin mời hai đội tiếp tục trở lại với hiệp 2 của trận đấu và tiếp tục với pha đá phạt thuộc về các cầu thủ cụm 1 đá phạt góc. Mặc dù thời tiết có nắng một chút nhưng mà với sự nhiệt tình các trận đấu thì các chị em cũng đang thi đấu rất là hăng say.
và chắc chắn rằng là cũng tập này thì cũng không cần phải chống nắng nữa, cứ thoải mái để thi đấu thôi. Và như vậy là lúc này thì trọng tài Trần Đình Trung cũng đã mở còi kết thúc thời gian thi đấu trận thi đấu thứ hai giữa hai đội tuyển bóng đá nữ cán bộ quản lý cụm 1 và nữ cán bộ quản lý cụm 2 và khép lại trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ nữ cán bộ quản lý cụm 1 đã giành chiến thắng với tỷ số là 1-0 và giành vé thứ hai bước vào trận chung kết để giành huy chương vàng trong giải đấu ngày hôm nay. Và trận chung kết sẽ diễn ra giữa hai đội tuyển cụm 1 và cụm 4. Sẽ có sự hiện diện của hai lãnh đạo phó giáo dục. Vâng ạ, cầu thủ Nguyễn Thị Thắm sẽ thi đấu cho đội tuyển của cụm 1 và cầu thủ Bùi Thị Hiếu sẽ thi đấu cho các cầu thủ của cụm 4. Và lúc này thì các trọng tài đang làm thủ tục trên sân thi đấu và hai đội ra quân với một đội hình rất đẹp, rất xinh đẹp. Quý vị khán giả cũng nên dành cho hai đội tuyển của chúng ta. Và bên này thì hai đội tuyển sẽ dành cho nhau những chiếc bắt tay thể hiện tình đoàn kết, giao lưu và fair play của bóng đá. Vâng ạ, chưa đã thấy cười rất giòn, cười rất tươi. Phải nói là những nữ cầu thủ của chúng ta rất giống với những cầu thủ nữ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vâng, và cầu thủ Nguyễn Thị Thắm sẽ thực hiện pha giao bóng. Tuy nhiên cầu thủ số 3 phải đợi em cười xong đã đá. Vâng, cười xong rồi đá thôi. Và thời gian trọng tài đã nói coi chính thức bắt đầu trận thi đấu. Và các cầu thủ áo đỏ của cụm 1 được quyền giao bóng. Đội quân của cụm 4 ngày hôm nay phải nói là rất cao, với chiều cao trung bình từ cầu thủ thấp nhất là cũng 1m50 và cầu thủ cao nhất thì 1m75. Vừa rồi thì chúng ta đã được chứng kiến một màn cổ vũ rất là đông, rất là sôi động của các cầu thủ của cầu thủ cụm 2 với một lực lượng cổ vũ rất là đông. Nhưng rất tiếc là đội cụm 2 thì đã dừng chân tại trận thi đấu thứ hai. Tuy nhiên thì tất cả các cổ động viên của cụm 2 bây giờ sẽ được chuyển nhượng cho cụm 1 và cụm 4. Đề nghị các cổ động viên của cụm 2 tiếp tục cổ vũ sôi động hơn nữa. Như vậy là bóng đá chạm tay. Vâng, chạm tay của cầu thủ Bùi Thị Hiếu. Và sút bóng rất căng. Cầu thủ hậu vệ áo trắng đã kịp thời phá bóng. Và cầu thủ số 11 thì mặc dù cầu thủ hậu vệ áo trắng đã phá bóng nhưng mà cầu thủ số 11 cũng không phanh lại kịp nên vẫn cứ lao vào cầu thủ áo trắng. Thủ môn vừa rồi để cơ hội đã thuộc về cầu thủ Nguyễn Thị Thắm. Rất hay, một pha lừa bóng rất chuyên nghiệp thưa quý vị. Và bốc vào chân của cầu thủ số 11 và trọng tài xác định là đã có lỗi. Như vậy là không có lỗi mà tự mình chạy, tự mình bốc và người ta ngã thôi. Một pha ngã lăn như bi.
cầu thủ Bùi Thị Hiếu từ Nguyện. Đá Viên, vâng, chị Đá Viên. Quen xem bóng đá 11 người rồi, trong bóng đá 11 người thì chúng ta Đá Viên. Nhưng mà trong bóng đá của chúng ta ngày hôm nay thì áp dụng luật thi đấu mini, nên chúng ta sẽ Đá Viên. Bởi vì là nếu như mà cho các cầu thủ ta Đá Viên thì các chị sẽ quen tay và sẽ thích chơi bóng bằng tay, và như vậy sẽ rất mệt cho các trọng tài. Rồi, cầu thủ số 11. Vâng, phải nói là cầu thủ số 11 sút bóng. Nhưng mà phải nói là một tình huống rất hài hước trên sân. Là cái lúc mà chị giữ bóng và sút bóng thì không ai kèm. Nhưng mà lúc chị sút bóng xong rồi thì ngay lập tức hai chiếc bóng áo đỏ lao vào lòng Huỳnh gái để chăm sóc. Lúc chị sút bóng thì các chị nên để cho sút. Nhưng sút xong bóng rồi thì các chị mới kèm. Và đá phạt cực kỳ nguy hiểm. Như vậy là bóng đã một pha sút phạt, tuy nhiên thì bóng đã chạm vào tay của một cầu thủ áo trắng và một cầu thủ áo đỏ, nhưng trọng tài xác định là pha chạm tay vừa rồi là tay sát người và chạm tay bị động nên là không thổi phạt đền và cũng không thổi phạt. Và nếu như có thổi phạt trong tình huống vừa rồi thì bóng đã chạm tay của cầu thủ mùng 4 trước và sẽ là một quả đá phạt lên. Nếu như mà các cầu thủ chúng ta bị động và chạm tay sát người thì trọng tài sẽ chủ động không bắt để cho đỡ vụn trận đấu. Cầu thủ Bùi Thị Hiếu có bóng, làm gì đây, giữ bóng lại, suy nghĩ một lúc và rồi mất bóng. Rồi, như vậy là thủ môn đã bắt được bóng rồi, nhưng mà cầu thủ số 5 vẫn đè lên thủ môn. Và trọng tài xác định là pha đè người vừa rồi là pha đè người không hợp lý. Và các cầu thủ của cụm môn được quyền đá bóng lên, bóng được trả lại cho thủ môn. Những pha tì đè không hợp lý như vừa rồi là sẽ ngay lập tức không qua mắt được trọng tài. Một pha ném bóng mà chính xác là một pha vứt bóng lên rất mạnh của thủ môn. Các cầu thủ Nguyễn Thị Thắng có cơ hội, làm gì đây? Đáng nghĩa thì hậu vệ của cụm 4 vừa rồi không nên kèm trong tình huống vừa rồi, để xem tiền đạo của đối phương làm gì được. Cầu thủ Nguyễn Thị Thắng, thực hiện pha đá phạt góc. Nguyễn Thị Thắng ngày hôm nay rất là đặc biệt, là đá tiền đạo nhưng mà lại mặc áo số 1. Thường áo số 1 là dành cho thủ môn, nhưng mà chị chọn áo số 1 để đánh lừa thủ môn đối phương. Tiếp tục là một pha đá phạt góc tiếp theo, và người thực hiện vẫn là cầu thủ số 1. Rồi số 1 thì thường về thuộc về thủ môn, nhưng ngày hôm nay chị chọn làm tiền đạo nhưng vẫn chọn số 1 để phạt. Rất khỏe, vừa đá góc xong chị đã có mặt ở chỗ đấy để đỡ bóng rồi. Vâng, có lẽ là trọng tài đã hơi mất tập trung trong tình huống vừa rồi. Vâng ạ, đề nghị là trọng tài nhìn vào quả bóng màu vàng. Rất hay, một pha bắt bóng của thủ số 4 như thủ môn. Và các cầu thủ cùng mà một được quyền đá phạt lên. Cầu thủ số 4 vừa rồi đã quên mất rằng mình là cầu thủ, cứ ngỡ mình là thủ môn. Và có vẻ như là sau khi bắt được pha bóng vừa rồi thì chị cũng rất là thích thú, cười rất là tươi. Vâng ạ, 3-4 cầu thủ đưa bóng nhưng mà một. Vâng, 2 cầu thủ số 3 kèm số 1. Vâng ạ, chúng ta vừa rồi là
khỏe, không phải là cầu thủ số 1 có mặt ở trên mọi địa điểm trên sân. Vừa rồi là một cơ hội cho cầu thủ Nguyễn Thiện Thắng, nhưng mà rất tiếc là cầu thủ số 3 là Quân Ta kèm Quân Mình, nên là mất đi cơ hội cho các cầu thủ của quận 1. Cầu thủ số 13 qua rồi. Làm gì đây? Bóng về trường cho cầu thủ số 5. Vâng, cầu thủ Bùi Thị Hiếu đã với sải chân rất dài đã chạy rất nhanh về để lấy bóng. Tuy nhiên thì những pha đá bóng của cầu thủ Bùi Thị Hiếu với những sải chân và sải tay rất dài cảm giác vẫn còn rất lòng bằng. Đã có còi của trọng tài rồi. Vâng. Có lẽ là mặc áo số 1 nên là cầu thủ Nguyễn Thị Thắng là cũng thích bắt bóng giống như các thủ môn. Đây rồi. Bóng này tiếp tục đến chân của cầu thủ áo đỏ. Lần này thì làm gì đây? Không, không sút bóng. Vâng, các cầu thủ chúng ta đang va chạm nhiều hơn là chạm bóng. Vâng, trọng tài chúng ta ngày hôm nay ngoài nhiệm vụ là bắt những tình huống bóng thì trọng tài cũng vẫn nghiêm nghiêm là đi nhặt bóng mà đặt vào đúng vị trí cho các cầu thủ nữa. Một mình không ai kèm nhưng cũng mất bóng. Vâng, cầu thủ số 1 đang chạy rất nhanh. Có kịp không? Có kịp không? Kịp rồi, làm gì đây? Làm gì đây, xong vào. Đã bảo không kèm đấy cơ mà. Bóng vẫn còn. Bóng bên trên cầu thủ Bùi Thị Hiếu. Lừa bóng ra đây, sút đi. Sút. Đừng đi bóng ra đây nhưng mà lại không sút được bóng. Đi bóng hơi dài. Và trọng tài xác định là bóng đã chạm chân hậu vệ của cầu thủ cùng một đi hết đường biên ngang. Cầu thủ Bùi Thị Hiếu sẽ thực hiện pha đá phạt góc cho cầu thủ cùng 4. Bóng vẫn còn. Rất quyết liệt những pha tranh chấp. Đây rồi, vâng, hai cầu thủ, hai lãnh đạo phòng có một pha tranh chấp với nhau. Và cầu thủ số 1 đã nhanh hơn. Làm gì đây? Vẫn còn. Chuyền vào trong. Cầu thủ số 3 giữ bóng rất chắc. Tuy nhiên thì bóng đã được phá lên. Và các cầu thủ cùng 4 phản công. Hay quá. Như vậy là cầu thủ Bùi Thị Hiếu là chơi bóng được cả bằng hai chân. Và thậm chí nếu cho chơi bằng tay cũng chơi được. Chị thuận được cả chân phải và chân trái. Vâng ạ. Ở ngoài thì khán giả có nói rằng là ngoài đá được bằng hai chân hai tay thì các chị còn đá được cả nhiều bộ phận khác. Rất đa năng. Vâng, phải nói là một cơ hội rất tuyệt vời. Và cũng phải nói là hậu vệ số 11 và hậu vệ số 8 của cụm 1 rất ưu ái các tiền đạo. Vẫn không nào. Vâng, có lẽ là lực lượng tấn công của các cầu thủ của
con là vẫn bỏng. Vẫn ngoan. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các thủ môn, con có pha sút bóng rất căng. Vâng, cẩn thận rồi sút vào nhau đấy ạ. Vẫn sút vào bóng thì mình không lo, nhưng mà sợ nhất là mình sút vào nhau. Có lẽ rằng là lực lượng tiền đạo của các thủ môn một là hơi mỏng. Vâng, và sau đây là pha thực hiện của cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu này. Tầm này thực sự là cũng rất là cố rồi, nhưng cũng chỉ sút được vậy thôi. Cố lắm rồi nhưng cũng chỉ lên được thế thôi. Rất hay, cầu thủ số 3 đi bóng rất khỏe. Vâng, chúng ta rồi đến với cụ bốn. Bóng đi hết đường biên ngang rồi, cầu thủ cụm một được phát bóng lên. Pha sút bóng rất quyết đoán. Tuy nhiên thì cầu thủ hậu vệ số 15 đã rất là tươi người và phá bóng. Nếu như cầu thủ 15 vừa rồi không phá bóng thì có lẽ rằng là thủ môn của cụm 4 sẽ có một pha làm việc thực sự vất vả với pha sút bóng vừa rồi của cầu thủ Nguyễn Thị Thắm. Lúc này thì cầu thủ cụm 1 đang tràn lên tấn công với một số lượng rất là đông. Tuy nhiên thì đề nghị là cầu thủ tiếp tục bổ sung lực lượng tấn công, không nên để nhiều cầu thủ ở nhà quá. Vâng, không phải là các cầu thủ cụm 4 không có cơ hội, các cầu thủ của cụm 4 rất bình tĩnh, đặc biệt là hậu vệ của cụm 1 cũng rất ưu ái cho tiền đạo của cụm 4, là các chị cụm 1 cứ đứng nhìn xem là cụm 4 làm gì đã, cứ sút đi sút xong mới kèm. Nhưng mà cụm 4 thì cũng không tận dụng được cái điều yêu ái đó. Và tỷ số của trận đấu vì vậy vẫn đang là không đều. Ở những tình huống như hài hước trong bóng đá thì có lẽ rằng sẽ không thiếu trong giải đấu giao lưu ngày hôm nay. Ở những tình huống đó thì thưa quý vị sẽ được phân phối độc quyền bởi rồi, một pha chuyền bóng dài lên phía trên. Cầu thủ số 2 ở dưới đây. Vâng, cầu thủ số 6 rất tỉnh táo và lạnh lùng. Một pha vào cắt bóng đơn giản như công việc hàng ngày các đồng chí quản lý vẫn đang làm, rất là nhiệt tình và rất là hiệu quả. Rất hay, cầu thủ số 13 đấy. Rồi, tuy nhiên thì rong lên đưa cho cầu thủ đối phương. Vâng, một pha chạy rất lảo đảo và bóng đã đi hết đường biên. Vâng, sải chân rất dài và pha lấy bóng rất kỹ thuật và pha chuyền bóng vào phía trong cũng rất hợp lý. Tuy nhiên thì tiền đạo phía trong đã không tận dụng được tình huống rồi. Vâng, phải nói là mỗi khi cầu thủ Bùi Thị Hiếu giơ chân lên đá những quả phạt thì chúng ta thấy là sải chân rất dài. Vâng, chúng ta cứ thử xem tình huống này. Vâng, chị giơ chân rất xa và đưa lên rất cao. Đấy. Vẫn còn, bóng vẫn còn. Chạy nhanh. Nhanh nữa lên nào. Là lúc này thì thời gian thi đấu của đã kết thúc và khép lại hiệp 1 của trận đấu này.
thì chúng ta hai đội vẫn chưa có được bàn thắng và tỷ số vẫn đang là 0-0. Nhưng mà hai đội đã có được rất nhiều những nụ cười, rất nhiều những sự trải nghiệm trong sân với những pha bóng rất là đáng yêu của cầu thủ hai bên. Và sau đây thì xin mời quý vị khán giả cũng như là các cầu thủ, chúng ta sẽ tạm nghỉ trong 10 phút và chúng ta sẽ không rời khỏi sân để đón xem hiệp 2 của trận đấu sẽ diễn ra trong ít phút nữa. Và biệt sau trận chung kết ngày hôm nay thì ban tổ chức sẽ tiến hành trao cờ lưu niệm, trao giải cho 24 trường mầm non trong huyện và 4 đội bóng về tham dự giải bóng đá lứa cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Ninh Giang để chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17. Xin trân trọng kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ trở lại với sân vận động, sân cỏ nhân tạo Đồng Tâm để đón xem hiệp thi đấu thứ hai trận chung kết giữa hai đội tuyển lứa cán bộ quản lý cụm 1 và lứa cán bộ quản lý cụm 4 trong khổ giao lưu bóng đá. Lứa cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Ninh Giang chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17 và hướng về miền Trung với các hoạt động thiện nguyện ủng hộ cho miền Trung giờ thịt chúng ta. Và sau đây sẽ là hiệp 2 của trận đấu, hai đội đổi sân thi đấu, các cầu thủ của cụm 1 ra sân với trang phục áo đỏ, quần đen, trang phục truyền thống của câu lạc bộ Manchester United và các cầu thủ cụm 4 ra sân với trang phục áo trắng, quần sẫm. Các cầu thủ cụm 4 vừa thực hiện pha giao bóng, hiệp 2 của trận đấu đã chính thức bắt đầu. Và trong trận đấu chung kết rất đặc biệt, rất là ý nghĩa của chúng ta ngày hôm nay, ngoài nhận được sự cổ vũ động viên đông đảo của quý vị lãnh đạo, các đồng chí đồng nghiệp, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường mầm non, sự hiện diện của nhân dân trong huyện và địa phương xã Đồng Tâm đã về cổ vũ, thì điều rất là đặc biệt trong trận đấu chung kết ngày hôm nay đó chính là sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo phụ trách các bậc mầm non với sự hiện diện của hai cầu thủ rất là đặc biệt, cầu thủ Nguyễn Thị Thắm, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo phụ trách các bậc mầm non, và đồng chí Bùi Thị Hiếu, chuyên viên phòng giáo dục. Hai cầu thủ chưa từng ra sân lần nào nhưng thi đấu rất chuyên nghiệp và rất nhiệt tình. Từ đó cũng là động lực cho tất cả các cầu thủ trên sân chúng ta thi đấu. Mặc dù thời tiết có nắng một chút nhưng mà với niềm đam mê và với sự chuẩn bị dành cho giải đấu nên các cầu thủ của hai bên cũng đã chuẩn bị một lực lượng rất là đông đảo, những trang phục, những đồ bảo hộ rất chuyên nghiệp, trông rất giống những cầu thủ chuyên nghiệp đang tham gia một giải bóng đá giao lưu thôi nhưng mà cũng rất là bài bản. Và các cầu thủ cũng muốn đang có cơ hội để tấn công, tuy nhiên thì các cầu thủ chúng ta vẫn đang thi đấu có phần hơi tập trung vào một pha bóng và tất cả cầu thủ chúng ta đều đến với pha bóng dẫn đến là rất khó triển khai bóng. Chúng ta cần phải bố trí dàn trải đều trên sân. Như vậy đã có còi của trọng tài. Trọng tài xác định là một cầu thủ của cụm 1 đã để bóng chạm tay. Tuy nhiên thì rất may cho cầu thủ cụm 1 là trọng tài xác định là bóng vẫn nằm ở phía ngoài khu vực vòng cấm địa. Nên đây sẽ là một quả phạt trực tiếp, chưa phải là một quả phạt penalty. Và ngay lập tức không ai bảo ai, các cầu thủ của cụm 1 dàn thành một hàng, xếp hàng rào. Vâng ạ, một hàng rào dày đặc. Không biết rằng đội tuyển cụm 4 có xuyên phá được hay không. Sút bóng. Rất khó để xuyên phá được một hàng rào dày đặc như vậy. Chuyền bóng đi. Rất hay, một pha đi bóng rất kỹ luôn. 5 đánh 2 như để chuyền bóng cho hai người của đối phương. Bóng vẫn trong chân cầu thủ cụm 1. Vâng, vừa thoát hiểm trong tình huống đá phạt thì các cầu thủ cụm 1 đã ngay lập tức tổ chức phản công và tiếp theo sẽ một pha đá phạt góc bên phía cánh trái.
cũng muốn là một cái cú ngã định mạnh. Rất là may là chị ngã vào đúng thời điểm bóng đã toàn qua háng của cô rồi. Nhưng mà cầu thủ của cô muốn đang ngã ngay trên vạch vôi và cứu thua rồi đội nhà. Nếu không phải là tự nhiên vấp ngã trong tình huống vừa rồi thì có lẽ rằng là cuộc một đã có bàn thắng. Đấy, một pha bóng dứt khoát của cầu thủ số 6. Đứng tạo dáng rất đẹp nhưng mà này đã góc đã hết luôn. Đây rồi, cơ hội dành cho cầu thủ muốn chuyền bóng đi. Cứ chạy theo thôi, chạy theo phải chuyền đi. Chuyền. Rồi, cơ hội. Chuyền vào trong, chuyền bóng lại. Bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các cầu thủ của bốn. Thủ môn đã lấy lại được bóng rồi. Hay quá. Cầu thủ số 18 và cầu thủ số 1 có pha tranh bóng rất quyết liệt ở giữa sân. Và đây, thôi, chúng ta sẽ được thử một phút mắt. Và cầu thủ ghi bàn vừa rồi chính là tiền đạo đá cao nhất, tiền đạo Nguyễn Thị Thắm đang có một pha sút bóng rất chính xác mà bóng đi qua hàng hai cầu thủ vậy. Và cuối cùng đi luôn cả qua hàng thủ môn. Và bàn thắng mở tỷ số đã đến với các cầu thủ của môn 1-0 nhưng với cầu thủ cùng 1. Vâng ạ, sau khi ghi bàn rồi thì đề nghị là các cầu thủ cùng 1 chúng mình bảo nhau đi về sân để cho đội bạn giao bóng. Vâng ạ, tránh tình trạng ăn mừng quá lâu ở bên sân đối phương. Và vừa rồi là chúng ta đã được chứng kiến một bàn thắng rất đẹp của cầu thủ Nguyễn Thị Thắm, đúng là phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo, phụ trách khối mầm non, là cầu thủ danh dự thi đấu cho các cầu thủ của cúp 1. Một bàn thắng rất đẹp. Và các cầu thủ cúp 1 có cơ hội chuyền đi. Một pha bóng rất thoáng, tuy nhiên nếu mà vừa rồi thực hiện pha chuyền bóng nhanh sang phía bên đây thì các cầu thủ tiền đạo đã có cơ hội rõ ràng hơn. Cầu thủ số 6 có cái chip chân trái rất khỏe, pha bóng lên như cầu thủ nam giới. Vâng, huấn luyện viên của cúp 1 đang chỉ đạo rất là nhiệt tình. Cầu thủ Nguyễn Thị Thắm lại có cơ hội. Như vậy là bóng đã chạm tay rồi. Tại Hà Trung là xác định bóng đã chạm tay. Hai cầu thủ tiền đạo là cầu thủ số 1 Nguyễn Thị Thắm và cầu thủ số 3, hai cầu thủ đã tranh nhau trong tình huống rồi đã để bóng kẹp vào tay. Nên cầu thủ của cúp 4 được quyền đá phạt. Và sút bóng rất căng, sút bóng sống luôn. Và dòng bóng hơi dài của cầu thủ Bùi Thị Hiếu. Vâng ạ, 6 cầu thủ đã có mặt với trái bóng. Vâng, phải nói những pha bóng của chúng ta dù đi vào cầu môn hay đi đến đâu thì khán giả cũng cổ vũ rất là nhiệt tình. Cầu thủ số 9 lấy đà rồi nhưng mà phải đợi huấn luyện viên hô 2-3 thì mới đá. Chưa hô 2-3 là mình cũng chưa đá. Một quả đá phạt dành cho cầu thủ số 9. Tôi nói thật với quý vị khán giả là bình luận bóng đá World Cup bên ngoài Anh còn dễ bình luận hơn ở cái giải bóng đá này. Rất là khó bình luận. Và cầu
cầu thủ Nguyễn Thị Thắm, tuần chuyên là người lĩnh xướng cái pha đá phạt. Vâng, phải nhìn huấn luyện viên chỉ đạo chán đã được cái đá. Vâng, đúng rồi, phải đứng xem bên đây cho thuận chân. Sút bóng, sút mạnh, sút. Lấy đà rất đẹp, ơi. Lấy đà rất đẹp, chuẩn bị rất kỹ nhưng mà sút thì hơi nhẹ. Lúc này thì các cầu thủ cụm một vẫn không lưu Diêm Mỹ Định tiếp tục là muốn ghi thêm những bàn thắng nữa để định đoạt luôn số phận của trận đấu. Một pha treo bóng và rất bổng, và chúng ta được chứng kiến pha đánh đầu đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay của cầu thủ hậu vệ rất là cao và xinh gái của các cầu thủ cụm 4. Không phải nói là các chị thi đấu trên sân và lở những nụ cười rất là tươi và tạo lên một nguồn năng lượng mà nó rất là dồi dào, ngay cả cho những khán giả ngoài sân cũng muốn là được vào trong sân thi đấu, mặc dù là thời tiết rất nắng nhưng mà rất là muốn vào sân để thi đấu. Và có thể không trực tiếp thi đấu nhưng quý vị khán giả, các cổ động viên, chúng ta có thể hòa mình vào với trái bóng bằng việc cổ vũ sôi động hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa và nhảy múa như vừa nãy đi ạ. Vâng ạ, cho tính hạng lên ạ. Phải nói là vị chiến lược gia huấn luyện viên của cụm 1 ngày hôm nay rất là nhiệt tình. Ngày hôm nay cụm 1 có giành được huy chương vàng thì chắc chắn rằng cũng phải trao cho huấn luyện viên chúng ta một cái để anh đeo. Pha đánh đầu thứ hai rất hay, pha đánh đầu chuyền bóng rất vừa tầm, cầu thủ Nguyễn Hiếu có bóng, sút bóng vẫn còn, cầu thủ số 11 chuyền vào trong đi, pha đưa bóng vào trong rất có ý đồ. Tuy nhiên thì cầu thủ của cụm 1 cũng rất tỉnh táo trong tình huống vừa rồi, chị đã kịp thời cắt một đường chuyền rất sắc của cầu thủ cụm 4. Trọng tài xác định là cầu thủ Thắm thì rất thích đá phạt nhưng mà cái quả này thì không đá được vì quả này là của đối phương. Vâng ạ, còn có lẽ là cầu thủ Thắm là cũng thích là tôi định của ai cũng cứ để tôi đá. Vâng, trọng tài xác định lại có một tình huống bóng chạm tay và đây sẽ là một cơ hội. Vâng ạ, một cơ hội để cho các cầu thủ của cụm 4 tìm được bàn thắng và ngay lập tức không ai bảo ai lại một hàng hậu vệ dày đặc và chắp tay rất chuyên nghiệp. Một chuyền bóng rồi không sút. Pha vừa rồi rút kinh nghiệm lần trước là hàng rào dày quá không sút qua được. Nên là chị đã chuyền bóng. Cơ hội. Một mình đối mặt với hai hậu vệ làm gì đây? Vẫn đi qua. Vâng, vừa rồi thì sau khi đi bóng qua thì cầu thủ Nguyễn Thị Thắm đã dùng bàn tay ma thuật của Maradona đã không qua mắt được trọng tài Hà Trung. Tài xác định là đã có một pha chơi bóng bằng tay của cầu thủ Nguyễn Thị Thắm. Và với pha chơi bóng bằng tay vừa rồi có lẽ sẽ là một trong những hình ảnh rất đẹp của giải đấu. Một cơ hội dành cho các cầu thủ của cụm 4 là gì đây? Chơi bóng sang đây. Các cầu thủ của cụm 4 vẫn bóng chân, vẫn ngồi lên bóng rồi. Vâng, pha vừa rồi thì chính xác là không phải chơi bóng bằng chân, cũng chẳng phải chơi bóng bằng tay, mà chơi bóng bằng vòng ba. Rất êm đúng không ạ? Rất êm. Không tin thì các chị cứ thử chơi bóng như chị vừa rồi xem ạ, rất êm. Bóng lại chạm tay rồi, không sút bằng chân thì mình còn tay. Và tiếp tục lại là một quả đá phạt ở vị trí rất là quen thuộc mà các cầu thủ của cụm 4 đã được hưởng. Ít nhất là có tới 3 quả phạt ở vị trí này rồi. Và rất là nghi ngờ tái tâm ba bận. Lần này có bàn thắng hay không ạ? Rất nghi ngờ sẽ có bàn thắng, sút bóng, rất căng.
Tuy nhiên thì hàng rào vừa rồi đã phát huy tác dụng, đã chặn được pha sút bóng rất mạnh của cầu thủ cục 4. Rất nhiều cơ hội đã trôi qua, không phải các cầu thủ cục 4 không có cơ hội mà chúng ta chưa tận dụng được thôi. Tiếp tục là một pha đá phạt góc vào phía trong. Đá lên đi, đá lên. Rồi, cầu thủ số 2, cầu thủ số 1 rất thông minh, bỏ bóng chạy chỗ. Nhưng mà sau khi chị chạy chỗ xong thì chị số 2 này không kiểm soát được bóng. Lúc này thì các cầu thủ của cung 1 đang cắm hai tiền đạo ở phía trên, còn lại dồn toàn bộ 6 cầu thủ về phía sân nhà để phòng ngự. Một pha sút bóng rất mạnh, tuy nhiên thì bóng đi hơi thiếu chính xác. Có lẽ rằng là chị thấy anh công an đang cầm ô là rất đẹp trai nên là sút bóng về phía anh. Và anh cũng rất vui vẻ, là một nụ cười rất tươi và đưa ra những chỉ đạo cho thủ môn của cung 1. Như vậy đúng lúc này thì trọng tài cũng đã đổi còi kết thúc trận thi đấu chung kết. Và các bạn trận đấu chung kết, các cầu thủ cung 1 đã giành chiến thắng 1-0 trước cầu thủ cung 4. Và chúc mừng các cầu thủ cung 1 đã giành giải nhất và các cầu thủ cung 4 đã giành giải nhì. Các cầu thủ cung 2 và cung 3 đã giành giải 3, đồng giải 3 của giải bóng đá giao lưu nữ cán bộ quản lý các trường mầm non huyện Ninh Giang lần thứ nhất ngày hôm nay để chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17, cũng như có những hoạt động thiện nguyện hướng về miền Trung rồi thì chúng ta. Và ngay sau đây, để đảm bảo thời gian, một chút xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu khách quý cũng như 4 đội bóng và 24 trường mầm non trong toàn huyện, chúng ta sẽ tiến hành chương trình bế mạc và trao giải. Xin được trân trọng và kính mời các đội tuyển. Qua một thời gian thi đấu với 3 trận đấu diễn ra hết sức hấp dẫn, vui vẻ và ý nghĩa, với nhiều pha bóng gay cấn, nhiều bàn thắng đẹp và cả những tình huống rất hài hước của bóng đá nữ, ban tổ chức đã chọn ra được 2 đội giành giải 3 và 1 đội giành giải nhì, 1 đội xuất sắc giành giải nhất, nhằm động viên, ghi nhận sự tham gia thi đấu cổ vũ nhiệt tình của cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên 24 trường mầm non trong toàn huyện. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện cán bộ quản lý của 24 trường lên khán đài để nhận từ lưu niệm ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời đại diện của 24 trường.